What? Đó, để đi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. What? Vô đi xem ơi. Cái gì đó vậy? Rồi, ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với một trò chơi trong Roblox. Trò chơi để xem coi rằng là cặp đôi Phong Cận và Sammy có hiểu ý nhau hay không. Đó, ưng ý hay không nhau, yêu nhau gần 6 năm mà không hiểu nhau thì thôi đi. Chúng ta làm bạn thân đúng đi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi thấy có nhiều bạn thử thách tôi với Sam chơi mấy game mà gọi là sao ta, hai người kết hợp lại thử thách nữa. Kiểu á, bây giờ tôi sẽ thử chơi cái game đầu tiên là game gọi là đạp xe đạp nha mấy ní. Đó, ok, rồi. Thì ai là người sẽ lái đây, còn ai là người đạp đây? Thôi, để tôi đạp cho ông lái đi, tôi đâu biết lái đâu. Để không lái cho. Ủa, lộn rồi. Ông bên này đúng không? Hả? Ông bên này lái nè. Đỏ là đạp, còn đỏ là đạp, màu xanh mới lái. Đây, cái này nè. Thì Phong vô màu xanh đúng rồi. Nãy ông vô màu đỏ, Ủa, Phong vô màu đỏ hả ta? Đó, thì giờ mới vô là thấy cãi lộn nhau là thấy không hợp rồi đó. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi, không có đâu, không có đâu. Giờ vô nè, từ từ. Rồi, bây giờ Phong là quẹo đúng không? Còn Sam là đạp đúng không? Rồi, Sam cứ đạp từ từ thôi. Sam cứ đạp đi, Sam cứ đạp đi. Sam cứ đạp đi, yên tâm, Phong lẹn cho Sam cứ đạp thoải mái đi, đạp đi. Đạp đi. Trời ơi, đạp đi. Cái gì vậy Sam? Trời ơi, sao tụi mình mắc ở đây vậy? Giờ sao? Thì để tôi dê xe ha. Ông nhảy thử đi Phong, lên đi. Bây giờ không có được, bây giờ cái xe giờ lắp một cái. Cái là hai đứa rơi dưới luôn, thấy chưa? Cái gì mà thấy chưa? Trời ơi. Tụi nó có biết đâu. Trời ơi, nó khó dễ sợ chưa kìa. Sammy nghe Phong nè, Sam chỉ cần đạp thẳng thôi. Phong sẽ là người gọi là lách cho Sam yên tâm, hiểu không? Đó, cái ông nội cứ vô lộn chỗ không ăn, người ta một cặp vô này. Ta. Ôi, tôi bị kẹt á. Mệt ghê luôn á. Rồi, ok. Trời ơi, mỗi cái chuyện đó rồi, ok. Có mỗi cái chuyện mà vô trong cái hộp nào thôi mà cũng cãi nhau đó mày. Thấy người ta không? Thấy người ta chưa? Rồi, quẹ đi Sam. Sam cứ đạp đi. Tôi đạp rồi đó. Đôi khi chúng ta đôi lúc không hiểu ý nhau nhưng cũng chỉ là game thôi mà. Trời ơi, đúng không Sam? Đó, mình được. Đó. Đúng rồi. Sam cứ đạp đi. Phong sai chứ. Tôi cứ đạp luôn nha. Sam cứ đạp đi, Phong quẹo cho yên tâm. Đấy, cho mấy bạn fan gọi là bất ngờ. Trời ơi. Nó có gai, trời ơi. Rồi xong. Dắp cục đá hay hai đứa té rồi là gãy răng. Nhìn tôi hèn không? Nhìn đó. Trời ơi. Thôi không được rồi Sam ơi, phải vô mình mua cái xe đó xịn xíu Sam ơi. Ở đây có xe cầu vòng nè. Tôi hết tiền rồi. Ông là người lái nên ông ấy là người thấy chứ tôi không hay được. Xe này xe mô tô luôn à, để mua xe mô tô. Trời ơi, có tiền ông. 300 hả? 300 Robux hả? Khoan từ, bây giờ 300 Robux thì chắc là nó sẽ xịn lắm nên là để từ từ đi. Bây giờ mình đi xe thường trước đi. Xe thường đi. Ông nội rồi đi xe kia. Rồi, làm lại lần nữa nha. Bình tĩnh lại thôi. Rồi Sammy cứ đạp đi để Phong gọi là lèo lái cho yên tâm. Đó, trời đi ơi. Từ từ thôi. Ủa, đó. Quay từ sao rồi hình như quên tắt Unity từ từ. Rồi. Trời ơi. Rồi đạp đi. Đạp đi. Rồi, sao tôi cũng từ từ tôi không quên tắt à? Ủa tôi có tắt. Ủa sao không quẹo được? Ủa sao không quẹo được? Ủa sao tôi không quẹo được? Luôn á, trời ơi tức dễ sợ tức. Không, tại vì tự nhiên Phong sao tiên Phong không quẹo được, tự nhiên đi thẳng luôn nè. Tức mà muốn cặp dễ sợ luôn hết chứ. Mới vô là thấy không có hợp nhau rồi đó Phong ơi. Làm lại không sao hết. Trời ơi, chẳng lẽ mình lại thua mấy cái thử thách của mấy bạn fan gọi là cho mình chơi mấy cái game này mà mình lại thua đúng không? Mới cái level 1 mà chưa làm ăn gì mà thấy là mới le vào đầu á, le vào 1 các bạn ơi. Level mà gọi là nước nhất luôn á. Rồi cứ đạp đi. Từ nha, cục đá nè, cục đá nha. Đó, dừng đèn đỏ nè. Rồi, chờ cục đá đi xong đã. Rồi. Ôi. Cứ chạy đi, sao cứ chạy đi, yên tâm. Tin rồi, nhớ không? Nhớ không? Nhớ đâu có gai chưa? Rồi, có gai rồi, thấy rồi. Từ nha. Đợi cái gì quá luôn đi, đợi cái gì? Yên tâm. Trời ơi, này ghê quá. Ôi, nhấn nút, từ nhấn nút đã, rồi. Rồi, ok. Rồi, cậu sập xuống rồi đó, rồi, qua. Ôi ơi, có la dê, có la dê, từ từ. Rồi, qua. Đi từ thôi. Cái gì vậy? Quá luôn, xong quá luôn. Nó đi qua mà không, nó lui lại, hiểu không? Nó nhảy quá vậy. Trời ơi, Sammy đi gọi là chạy. Sammy không chạy qua luôn, Sammy gọi là dừng ở ngay chỗ ti la dê luôn, cho thẳng cho nó chắc à. Đây, để tôi hồi sinh cho ông nè. Tôi out rồi. Hẳn qua luôn nha. Từ. Yeah. Từ, bình tĩnh đi. Có gì phải căng thẳng hết. Rồi. Ôi. Lấy
mà dừng ở ngay giữa cái là gì? Thôi làm lại từ đầu luôn đi chứ giờ hồi sinh hoài cũng vậy rồi, đạp đi Sam. Bây giờ Sam cứ tin Phong, Sam đạp thẳng đi. Phong luồn lách cho, bây giờ không dừng luôn nha, Sam cứ đạp đi. Rồi, cứ đạp đi. Để Phong thể hiện một lần cho bạn fan coi, bạn fan sợ liền nè. Cứ đạp đi nha, cứ đạp đi nha, đạp đi, đạp đi. Yên tâm. Đó, đó, đó. Trời, cứ đạp đi, yên tâm. Không phải, nó bị đứng lại không? Chứ phải tôi muốn đạp đâu. Rồi, có bạn kia mẹ dính ngay cầu. Có hai ông kia dính ngay cầu. Đúng thôi thảo. Trời ơi, rồi. Rồi, kẹp nó luôn. Rồi, bị kẹt rồi. Đó. Hai ông nội đó. Nhìn thương tâm thật ơi, vừa nói người ta thương xong mình cũng thương nước luôn. Thôi mệt quá, giờ Sam quẹo đi để Phong đạp cho Sam. Sam đạp kiểu gì kỳ quá à. Rồi làm lại nha, làm lại nha, lần này là để Phong đạp cho. Rồi Phong đạp đi. Khổ quá, liệu rằng hai đứa mình có hiểu với nhau không vậy? Rồi, đạp nha. Rẽ chắc dễ hơn ha. Rẽ dễ hơn, đó. Rẽ đi, đúng rồi. Dễ chết. Là dễ hơn chưa? Dễ rồi. Trời ơi, là trời, thiệt luôn á, tôi mệt quá trời ơi. Mới vô luôn á bạn, cách nào gọi là out game luôn. Later. Thôi Sam ơi, bây giờ mình mua cái xe đạp xịn xịn để mình đạp đi cho nó xịn đi. Không nghĩ là thế đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Mình đạp gà nhưng mà cái này nó VIP thì nó cái này chắc, có chắc, nhiều chắc. Màu đây thôi. Có là gì đây, siêu song song nè, cái gì là chạy nhanh hơn nè, đó, mua chiếc này nhanh đi. À. Mua chiếc VIP nhất luôn nha các bạn nha. Phong đã mua chiếc VIP nhất rồi Sam ơi, đi Sam ơi. Rồi, để test coi xe của tôi vô trong game nó sẽ xịn như thế nào xe nè. Xe ô tô à? Đúng rồi, xe một xe ô tô. Ủa? Ủa cái xe đâu? Ủa tôi mua cái xe rồi mà ta kỳ vậy? Ê vậy đâu mà người lái hay sao? Không phải người lái, ông phải là người lái, tôi là người lái rồi. Vậy thì xem lại đi. A few minutes later. Wow, trời ơi, đây mới đúng là cái xe mà chúng tôi cần nè mấy bạn. Đấy, làng ok. Làng lát, cái xe này nhanh lắm nha, cái xe này nhanh lắm nha, cho nên là Sam phải chạy từ từ cẩn thận đó. Rồi. Ôi ơi, mà lạng xuống hố luôn bây giờ kìa, từ từ. Rồi. Rồi. Rồi rồi. Ê, sao? Ủa sao? Cái cú đó sao ông lại đi vậy? Tôi lỡ tại tay. Sao đúng không lại đi? Tôi quen tay. Tôi quen tay sao ơi, tôi quen tay. Xe đó là nhanh rồi, phóng một phát đi xuống hố luôn các bạn ơi. Để tôi làm lại, để tôi làm lại. Ê, tính ra từ nãy giờ mới có màn cơ bản thôi mình chứ sao mãi vẫn chưa vượt qua được luôn các bạn. Mà xe này có cái loại là nhanh hơn nha. Đúng rồi, đó. Đó. Rồi đi luôn. Rồi qua luôn nha. Đó, ẻ nè. Đó, đúng rồi. Rồi, lẹ nha, chuẩn bị lẹ nha Sam ơi. Chạy luôn, đi luôn, đi luôn. Đi luôn nè, đi luôn nè, đi luôn nè. Đó, quẹo nè. Đúng rồi. Ôi ơi ơi, từ 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 từ. Té hoài vậy trời. Nhẹ nhàng lắm hiểu không? Mệt ghê á. Rồi, làm lại nào anh em ơi. Chúng ta là ai? Chúng ta là Phong Cận và Sammy. Chúng ta ồ, né luôn, ghê quá. Đúng rồi, phải né luôn cái gì đó, đỉnh. Ui, kén quá. Đứng lại. Tôi tưởng là xe máy là kén qua được, ai biết đâu. Hôm nay tụi mình nằm chạy hải hay không? Sống mà sao? Lay theo. Lần này là phải được nha. Rồi qua nè, qua nè. Rồi. Cẩn thận nè, cẩn thận. Rồi qua luôn đi, qua luôn nè, qua luôn nè. Rồi, ok, rồi rồi. Lần này từ từ nha, từ từ nha. Lôi. Rồi, ok. Đi, đi luôn. Cứ đi thẳng lên, chậm vậy ông. Xin lỗi, tôi tưởng là chậm chậm. Tôi tưởng là chậm chậm. Tại hồi nãy nhanh quá cũng thua, cho nên giờ tôi tưởng là đi chậm cho nó an toàn. Ai về đó, đi chậm nó cũng bị dướng, ai biết đâu. Rồi, làm lại lần này là lần thứ 10. Ủa, lần thứ mấy rồi ta? Ủa, sao bị kẹt rồi? À, đi sớm đi. À, đây. Ủa, sao đứng rồi? Sớm đi nữa. Hết xăng hả? À, đây. Hết xăng, chắc hết xăng hả sao rồi? Rồi, đi tiếp nào. Qua luôn. Qua luôn nha. Rồi, quẹo đây ạ. Ủa, phải đợi tôi nhấn cái dòng chứ. Không, tại vì nó thắng lâu lắm. Để tôi lái làm ơn. Để tôi lái, không có nổi luôn á. Không lại, không có nổi luôn á, trời. Muốn khùng luôn á. Cày quá. Xe đạp đi. À, là người nào, à như là người lái là sẽ là người không có được đi xe. Tôi không có xe. Rồi, qua luôn. Lỡ rồi, qua luôn. Sammy cứ bấm nhích lên từ từ là nó sẽ đi chậm á. Bây giờ Phong với Sam chậm mà chắc đi. Rồi, chạy đi, đi. Tờ, lui. Kỹ quá vậy, sao kỹ quá vậy? Kỹ chứ, hả gì không? Qua luôn nè, rồi, qua luôn, yên tâm. Ủa, bấm nút, rồi. Thấy chưa, người đâu? Chưa bấm nút, rồi. Rồi, từ từ nha, từ từ nha. Ôi, quẹo, mẹ ơi. Nè, từ từ,
tôi phải canh. Lôi 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 lôi, bạn bạn lôi đi, bạn lôi đi, bạn lôi đi, bạn lôi đi. Rồi. Bạn đợi cái gì? Sao tự nhiên nó chưa lên mà bạn đi qua vậy bạn? Tôi canh. Bạn canh cái gì vậy? Hồi sinh đâu mất luôn nè, mệt ghê luôn á game luôn. Canh cái gì vậy? Có mỗi cái đường từ từ canh khó lắm biết không? Bạn Sam canh kỹ nha. Em chơi game khác được không? Cũng là game này chơi game khác được không? Khó quá vậy. Mình gì mà chơi, mình đổi game. Nhất từ từ được không? Qua đi. Không tìm đi luôn á. Không tìm đi luôn á. Phải qua chứ. Đi qua đi, đi qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cố lên, cố lên, chúng ta phải cố lên chứ Sam. Bao nhiêu sai lầm của Sam, Phong đều có thể gọi là chấp nhận. Bỏ qua hết, yên tâm. Đúng rồi, tiếp đi, qua đi, qua. Rồi, 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 rồi. Trời ơi, nó nhấp đúng chậm luôn á. Ta lỡ bà dừng ở bên cái đoạn thứ hai rồi bà không dừng luôn. Mày, ông hiểu không, là nó tới xong nó lui hiểu không? Nó là nhấp lát hiểu không? Bà lui làm cái gì? Bà đi thẳng nó đi nha. Đi thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Wow. Cái kem là con mới rồi. Con hàng mới chưa? Ủa? Rồi bây giờ Sam chứ nghe theo khẩu lệnh của Phong mới là qua chắc chắn qua được nè. Rồi, rồi. Cái bên kia canh sao để chuẩn bị qua nè. Để Phong nè. Chưa. Phong đã chưa nói mà. Phong đã nói gì đâu. Phong đã nói gì đâu hả Sam? Trời ơi. Bình tĩnh, Sam ơi phải bình tĩnh. Mình đập máy luôn mọi người ơi, tức quá. Từ từ. Rồi từ từ nha, khi thầy Phong kêu qua là qua nha, chuẩn bị nha. Rồi. 1, 2, 3, qua, qua luôn, thẳng luôn. Gì qua, sao qua được, qua chậm luôn. Quá vậy. Từ từ từ, rồi, chuẩn bị nè, 1, 2, 3, qua. Thẳng luôn, 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 đúng rồi, wow. Trời luôn. Từ đầu chứ không thể nào chuyển game khác được. Thà thua luôn. Chơi đi, cứ chơi đi, sao yên tâm. Phong lo được. Phong còn nhiều Robux mà. Mấy bạn fan cũng đang hồi hộp lắm. Tôi chắc mấy bạn fan cũng đang hồi hộp, cũng đang chờ cái khoảnh khắc mà mình qua được lắm hiểu không? Rồi qua, 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 thẳng luôn, thẳng luôn. Thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Thẳng luôn. Thẳng luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá. Thấy chưa? Phong đã bảo rồi mà. Yên tâm đi tin Phong mà. Canh thẳng qua luôn nha, cái này phải thẳng qua luôn nha. Rồi chuẩn bị nè, nó chéo xuống cái là qua luôn nè. Qua. Một vô. Đúng rồi. Hai. Quẹo nào, quẹo ra. Rồi, 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 rồi. Rồi rồi, lui nè, lui nè. Rồi, đúng đó. Rồi, cứ nhịp nhàng thôi. Đó. Rồi, nhịp nhàng thôi. Quả đỉnh. Rồi, quẹo luôn nè. Rồi Sam có qua kia qua được luôn liền không? Ông rẽ đi, ông rẽ tôi. Đây, rẽ đây, rẽ đây. Rồi. Rồi qua đi. Là rẽ dữ chưa? Qua cái té cái gì vậy? Thôi coi như là qua được đòn đó, tôi nghĩ là tôi cũng là vua rồi Phong ơi. Không sao, mình làm lại được. Đây, Phong sẽ bỏ ra thêm 30 Robux cuối cùng nha các bạn nha, 30 Robux cuối cùng. Chơi game này là gì, tiền nó rơi giống kiểu như là lá mùa thu vậy đó. Bình tĩnh nha. Tôi kêu là bình tĩnh nha, mà sao? Bình tĩnh lui lại. Bình tĩnh lui lại. Cay quá, từ nãy giờ. Không gì khó hết. Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi. Ủa qua rồi mà. Chưa, nó chém. Kỳ gì? Thôi bây giờ đổi ngược cái đi, để Phong lái cho. Để Phong lấy rồi. Cái xe mô tô Phong ra chạy cho nó nhanh. Sao mới quẹo đi. Mong là ông này lái ổn hơn tí nữa. Tôi thấy ông lái không ổn đâu. Yên tâm, Phong lái được, yên tâm. Rồi qua luôn nha, qua luôn nha. Ổn chưa nào? Ổn. Rồi, để Phong lái ra Sam ơi. Sam quẹo. Trời ơi. Bình tĩnh, yên tâm. Bình tĩnh luôn lái. Rồi. Đợi chéo cái đi nè. Rồi. Qua nè. Quẹo đi Sam. Đúng rồi. Ôi, dừng đi. Cái xe này thắng khó quá vậy. Xe này thắng khó quá. Xe nào cũng vậy. Thích thì không đi xe đạp lại đi. Nhưng mà xe nào cũng vậy mà. Đổi xe đạp đi, dùng xe đạp không? Ok, xe đạp. Thôi tôi sẽ nghe lời Sammy, tôi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái lái xe. Đúng rồi, nhưng mà chưa có bằng lái mô tô. Nên là tôi sẽ lái xe đạp đó. Xe đạp về chậm hơn đúng không? Đúng rồi, xe đạp thì sẽ dễ điều khiển hơn. Rồi, qua luôn.
xe kia nó nhanh quá đó rồi. Quay giống cái gì? Sammy đừng có khen cái gì hết á. Mình kỵ khen sao hiểu không? Mình kỵ khen. Sammy mới vừa nói là giống gì Sam? Mới nói là giống gì? Trời ơi, giống cặp đôi gì đó, nhưng mà nó xong cái mập bích gì đó. Rồi xong cuối cùng, xong cuối cùng cái chưa kịp khen cái té luôn. Rồi qua đây. Đó. Quẹo luôn nào, quẹo luôn nào. Trong này trong này nạp tiền cũng không lợi lắm nha mấy bạn. Ủa, xíu rồi vậy? Trời ơi. Lần này lần cuối nha. Lần này mà thua nữa là ngày nghỉ chơi em nè, ngừng luôn nè. Không thèm chơi game này nữa. Đi cái xe bị đâm đầu xuống hố 500 lần rồi. Biết chập bị khờ luôn. Té riết bị khùng luôn. Trời ơi sao ơi. Cái gì đó vậy? Cái gì vậy Phong ơi? Không Phong cô ơi. Phong cô ơi. Cái xe nó bị khó điều khiển. Không sao sao. Làm lại lần nữa. Lần nữa ai. Hứa lần này. Hứa lần này thôi sao ơi. Ê tức quá mọi người. Mình không nói vừa. Mình tắt thật á. Mình bị mệt á. Hứa lần này thôi. Hứa một lần. Không luôn á. Lần này đến đầu đến. Tới gần vô. Tới gần miếng lên. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi nghỉ luôn. Rồi dẹp nha. Ok. Trời tức cái game này quá. Trời ơi. Có gì chuyện dễ sợ luôn. Ok bạn thôi, coi như là tôi với Sammy là có thể nói rằng là chúng ta không thể nào mà đánh giá một cặp đôi qua một cái trò chơi game được, các bạn hiểu không? Đúng. Nói chung rồi, là cái game này khó quá. Cái game á là nó gọi là chơi vui vui thôi, chứ làm sao mà nó đánh giá được rằng là chúng tôi có hiểu nhau hay không đó. Thật ra là chúng ta nếu mà dựa theo cái game này là tụi mình là dạng như là không hiểu nhau luôn phải không? Là tụi mình dạng là gì ta? Không thể nào đến được với nhau luôn phải không? Nếu mà theo tính xác của tôi mệt quá. Thôi kết thúc video tại đây nha. Tôi chơi game này tôi tức quá, tôi đầu tiên quá. Thôi kết thúc nha, bye bye. Rồi vậy nha, ok, nhớ nhấn like nha. Rồi kết thúc đi, trời ơi.